When I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true. You call me again, drunk in the Benz, driving home under the influence. Rồi, thì chúng ta cùng nhau xem một cái video tiếp theo. Đó là trận chung kết thế giới của giải Liên minh điện thoại năm 2017. Lớp mình có bạn nào chơi Liên minh điện thoại không? Hello là các bạn nào mà đã coi cái trận này không? Năm 2017 thì chắc các bạn khoảng học lớp 9, lớp 10 ha. Rồi chúng ta cùng nhau xem lại nha. Những ký ức anh này là anh nào, anh này là anh Châu Kiệt Luân các bạn. Part of you. Every time you get it for me.
Ở đây chúng ta đã xem được hai cái video clip ha. Một cái video clip là của Facebook và một video clip là về cái chung kết liên quan điện thoại này. Thì chúng ta tạm gọi là theo thứ tự là video 1 và video 2 nha. Thì theo các bạn á, là video nào là nói về công nghệ VR và video nào là nói về công nghệ AR? Các bạn nào là cho rằng công nghệ AR là cái video nào, các bạn comment. VR là số 1, còn AR là video 2. Rồi. Thế thì các bạn cùng nhau chúng ta coi lại những cái điểm khác biệt giữa hai video này. Thì đáp án thì các bạn cũng đã chia sẻ là chính xác ha. Chúng ta thấy rằng là gì? Ở video số 2 á, là có những khung cảnh thật. Thật là gì? Là thật là những cái diễn viên, các bạn, ca sĩ, rồi khán giả, sân vận động, hoặc tất cả là thật. Nó chỉ có một cái chi tiết ảo thôi. Ảo là con rồng ở đây. Đó là rồng ảo diệu. Đấy. Còn tất cả những cái người là thật ha. Nó khác với video đầu ở chỗ nào? Video đầu thì người ta mô tả rất là rõ nè. Lúc đầu thì những cái con người người ta ở trong một cái căn phòng như thế này ha. Sau đó người ta đeo kính này vào. Thì người ta được đưa vào trong một cái thế giới ảo hoàn toàn. Hay là không gian xung quanh được ảo hóa. Đó, và người ta có thể tương tác được với những cái chi tiết ảo trong này. Thì sự khác biệt là gì? Là có cái đeo kính. Cái kính này có tác dụng là gì? Là nó che đôi mắt chúng ta không tiếp xúc được với thế giới thực nữa, mà đưa hoàn toàn chúng ta vào môi trường ảo ha. Đó. Và sau khi mà chúng ta cởi kính ra sao? Thì bây giờ mình quay lại với thực tại. Thì đó cũng là những cái đặc điểm chính của hai công nghệ vừa rồi, là công nghệ VR và công nghệ AR. Tức là công nghệ thực tế ảo và thực tế ảo tăng cường. Thì đối với công nghệ VR, tức là viết tắt của chữ Virtual Reality, nó sẽ đưa bạn hoàn toàn vào thế giới ảo luôn. Và các hình ảnh xung quanh nó được dựng lên hoàn toàn bằng kỹ thuật số, bạn thấy không? Giống như chơi game vậy. Thì nó cần phải có một thiết bị là kính, ở cái dạng là một hay là hai màn hình đó. Nó đặt sát đôi mắt luôn để nó bao phủ hoàn toàn tầm nhìn chúng ta không tiếp xúc được với thế giới thực nữa, mà nó sẽ trình chiếu chúng ta thấy là những cái chi tiết trong thế giới ảo. Để mà chúng ta tương tác được thì các bạn thấy là có những cái cảnh là cầm kiếm, đúng không, chiến đấu, thì cần phải có những cái cảm biến là để nó theo dõi những cái di chuyển, những cái cử động của cơ thể con người, để nó tái tạo và giúp cho chúng ta tương tác với những cái dữ liệu bên trong không gian ảo đó. Còn đối với công nghệ AR thì sao các bạn? Thì nó cũng cần những thiết bị ha, chứ không phải là chúng ta có thể tự nhiên chúng ta thấy được ha. Thì bây giờ thiết bị đó là thiết bị gì? Các bạn có thể tham khảo một số thiết bị sau đây ha. Kính VR thì nó cũng tương đối phổ biến ở Việt Nam các bạn nhé. Các bạn nào trong lớp mình sở hữu bằng kính không? Thì như bạn thấy đây là cái kính do Google bán, ta gọi là Google Cardboard, thì lấy
cái tâm hứng từ những cái thùng cặp tông của bạn. Các bạn thấy không? Giống như ngày xưa ngày hồi nhỏ chúng ta thường hay khoét những cái lỗ trong các cái thùng cặp tông á, rồi mình nhìn ngắm thế giới. Thì bây giờ người ta đưa vào đó một cái điện thoại thôi đó. Và nó cũng có những cái kính để gọi là làm cho hình ảnh đó nó trở nên sống động hơn. Thì cái giá của những cái kính này nó tương đối là nó dễ chịu, khoảng vài trăm ngàn, tương ứng với vài đô la tới vài chục đô la thôi đó. Thì nó tương đối đơn giản, giúp cho chúng ta có thể thấy được cái không gian xung quanh nó được ảo hóa. Còn với cái kính ở trong clip mà các bạn đang xem hồi nãy ha, của ca sĩ Billie Eilish, thì cái kính này á là của hãng Meta, tức là công ty mẹ của Facebook đó các bạn. Cái kính này là cái sản phẩm nó có tên là Meta Quest 2 ha. Chúng ta có thể vào chúng ta tham khảo cái sản phẩm đó. Và thấy cái kính này là nó có giá khoảng vài trăm đô cho tới 1.500 đô các bạn, tùy tùy theo loại. Thì bạn thấy nó thường đi theo một số cái phụ kiện đi kèm, và nó giúp cho chúng ta có thể là theo dõi được những cái chuyển động, tức là có bộ cảm biến như hồi nãy thầy nói. Cho nên là giá nó cao hơn, nó cao hơn các bạn. Rồi nó có cái là MetaQuest Pro nữa nè các bạn, giá tới 1.500 đô. Đó. Rồi, nhưng mà đây cũng chưa phải là một cái sản phẩm là tối tân nhất nha các bạn. Còn thấy rằng là gì? Google cũng đi vào cái cuộc đua thực tế ảo, làm ra sản phẩm của Google Carbon đó. Giá của nó vẫn vài đô tới vài chục đô thôi. Còn Meta, tức là Facebook á, người ta cũng tham gia vào cái ngành này, người ta làm vào những cái kính có giá khoảng vài trăm tới ngàn đô. Bây giờ chúng ta thêm một cái ông lớn nữa, đó là Microsoft các bạn ha. Thì sản phẩm của Microsoft nó gọi là HoloLens, và giá của nó lên tới vài ngàn đô. Vậy thì cái kính này nó khác gì so với những kính kia mà giá nó cao vậy? Đó, thì mình có thể xem thử một số cái ứng dụng của cái kính này. Mà thấy rằng là gì? Khác với hai cái loại kính kia là kính này nó không cần phải đeo bao phủ toàn bộ cái con mắt đúng không? Mình nhìn vô mình có thấy được cái đôi mắt. Chứ còn cái kính kia là mình phải che lại hoàn toàn, nó tách mình ra khỏi cái thế giới thật luôn. Cái kính này người ta đeo vào người ta thấy là không gian nó được ảo hóa ra này, và mình người ta tương tác được luôn này các bạn. Đó, trò chuyện được luôn. Đó, thì cái này á nó không có gọi là VR hay AR nữa, nó gọi là MR, gọi là Mixed Reality, sự hỗn hợp luôn. Đó, cái anh này anh vừa thấy mà anh vừa có thể trò chuyện được, video call, thảo luận, và vừa có thể là điều chỉnh những chi tiết máy này, áp dụng trong lĩnh vực sản xuất này. Rồi ở đây ta thấy này, có hai người này người ta nói chuyện với nhau thôi, ở trong không gian không có gì hết, nhưng mà người ta có thể có mô tả ra những cái hệ thống như thế này các bạn. Đó là những lực xây dựng. Rồi thì chúng ta thấy rằng là trong một y tế hay sao này, người ta nói chuyện với bệnh nhân mà người ta cũng có thể hội chẩn với những cái bác sĩ khác ở những cái nơi khác.
thấy một cách trực tiếp luôn, đang gọi là mixed reality ha. Ở đây chúng ta thấy này, áp dụng trong giáo dục. Thấy rằng ví dụ như chúng ta có thể tham gia lớp học từ nhiều nơi khác nhau, trở thành những con người áo hóa luôn đó. Giống như ngày xưa Tôn Ngộ Không có cái phép là cần đổ vần đó, ở đây, nhưng mà người ta nhúng một cái biến qua chỗ khác. Bây giờ người ta làm được điều đó với cái công nghệ này, và thấy rằng ông thầy giáo đứng ở đây, sau đó là có những học sinh người ta cũng tham gia được thông qua cái công nghệ này, rồi cũng sẽ thấy được những cái mô hình về những cái chi tiết chia sẻ luôn. Đó là cái công nghệ mới nhất của Microsoft các bạn, ta gọi là MR, bên cạnh là VR, AR. Còn về ví dụ về công nghệ AR đó, thì hồi nãy nhóm có đưa ra một cái dẫn chứng là game Pokemon Go. Chắc hẳn chúng ta dù có chơi hay không chơi thì mình vẫn nghe thấy cái tiếng đó, vì nó thực sự là một cơn sốt, nó thực sự là một cái xu hướng trong cái thời điểm đó. Thì trong Pokemon Go chúng ta cần thiết bị gì? Đó là cái điện thoại. Và khi mà chúng ta tới một địa điểm nào đó, chúng ta nghĩ là nó có Pokemon đúng không? Và chúng ta đem ra trên tập web, thì trong đó là gì? Khung cảnh xung quanh nó vẫn là thật, nhưng mà cái yếu tố ảo là gì các bạn? Là con Pokemon đó. Thì ngoài cái Pokemon Go nó ra, thì các bạn nào cho rằng mình đã từng sử dụng cái công nghệ AR nữa, các bạn có thể chia sẻ với cả lớp này. Ngoài cái Pokemon Go ra nha. Em nào cho rằng hoặc là em nào chia sẻ là mình đã xài AR rồi, ngoài cái Pokemon Go rồi các bạn, hoặc là bạn có biết cái nào là AR nữa không, ngoài cái Pokemon Go đó ra? Rồi em có thể chia sẻ rõ hơn Gia Huy, camera AR Samsung thì nó có tác dụng gì, mà cái nào là ảo, cái nào là thật? Dạ, là trên cái điện thoại Samsung đời mới đó, là nó có cái dạng camera AI chiếu mấy con vật ra ngoài đời thật đó thầy. Những con vật nó sẽ là ảo và đời thật, cái mà kiểu trong khung ảnh thì sẽ là đời thật. Cảm ơn Gia Huy. Cũng theo ví dụ bạn Gia Huy thì thật ra thì chia sẻ cho các bạn cũng không còn cần camera đời mới. Thì thầy nghĩ rằng đa số các bạn đều đã sử dụng AR rồi, đặc biệt là các bạn nữ. Khi mà các bạn sử dụng điện thoại, bạn biết làm gì không? Chụp ảnh, mà chúng ta sử dụng những cái filter đó các bạn. Ví dụ như chúng ta chụp bình thường thì nó là thật cái khuôn mặt của chúng ta, mà khi mà chúng ta thêm cái filter, ví dụ như các bạn thêm tay thỏ này, tay mèo hay là tay chó, hoặc là bạn thêm râu, bạn thêm cái mũ gì đó, thì những cái đó ha, nó là ảo. Còn khuôn mặt của các bạn, con người của các bạn là thật, đúng không? Thì cái đó nó sẽ là AR nha các bạn, thực tế ảo tăng cường. Vì tăng cường cái gì? Tăng cường yếu tố ảo vào trong cái không gian thực. Thì bạn thấy rằng là gì? Bởi vì á, nó chỉ ảo một phần thôi. Cho nên chúng ta thấy rằng là công nghệ AR nó thường đòi hỏi ít cái sức mạnh phần cứng hơn là công nghệ VR. Công nghệ VR nó đòi hỏi nhiều hơn.
tại vì nó phải render, nó phải xuất ra một không gian ảo 100%. Cho nên là thông thường chúng ta là dễ dàng tiếp cận công nghệ AR hơn các bạn. Nó chúng ta cho một cái điện thoại để chúng ta làm được. Chờ đó, thì thầy sẽ chia sẻ các bạn ví dụ rõ hơn luôn. Bây giờ các bạn sẽ thực hiện ngay nè, để chúng ta tiếp xúc với công nghệ AR vào trong cuộc sống, chứ không phải là chỉ là giải trí nữa. Thì các bạn có thể vào trong web này nhé. Sau này ai hỏi là đã ứng dụng AR chưa, mình tự tin mình nói là mình làm rồi luôn. Thì ở đây thì các bạn một cái website người ta đã ứng dụng công nghệ AR vào trong lĩnh vực nội thất. Thì các bạn vào bằng điện thoại di động thì chúng ta có thể trải nghiệm được nha. Các bạn nào sử dụng Android á, thì các bạn truy cập bằng trình duyệt Google Chrome. Còn bạn nào xài iPhone đó, thì các bạn truy cập bằng cái iOS nha. Xin lỗi, bạn nào sử dụng iPhone thì bạn truy cập bằng Safari nha. Các bạn mình tiến hành mình vào đi, sau đó thầy sẽ dẫn tiếp. Như các bạn vào trang chủ này nha. Đây là một cái trang bán nội thất bình thường thôi. Nhưng cái điểm nổi bật của nó là gì? Là nó có phần này ướm thử nội thất này các bạn ạ. Ở đây các bạn nhấn vào. Thì chúng ta sẽ ứng dụng luôn tại cái nơi mình đang ở, nơi mình đang sinh sống. Người ta nói là gì? Để sử dụng công nghệ AR để lựa chọn nội thất dễ dàng hơn bao giờ hết. Và chúng ta nhấn bắt đầu nha. Thì các bạn có thể chọn các sản phẩm nào đó tùy ý mình. Ví dụ như các bạn muốn tìm chọn cái tủ đi. Cho nên nó nói nha, tính năng AR chỉ xuất hiện khi sử dụng điện thoại. Cho nên là thầy làm laptop thì các bạn không thể coi được. Nhưng mà ví dụ các bạn cứ làm điện thoại nè. Ví dụ như ở đây là thầy đang xài cái iPhone. Cho nên là thầy sẽ truy cập bằng trình duyệt là Safari nha. Còn nếu như bạn nào mà sử dụng cái hệ điều hành là Android thì các bạn truy cập bằng Google Chrome. Đó. Sau đó thì các bạn chọn một sản phẩm mà mình ưng ý. Bạn nhấn vô chọn sản phẩm như thế này luôn nha. Thì khi bạn chọn xong á là nó sẽ báo cho bạn á là mình có thể đưa nó vào một cái khu vực ở đó trong nhà luôn. Ví dụ như thầy là ở đây các bạn thấy thầy chọn cái tủ y chang như là ở trên cái màn hình đó, các bạn đã thấy đó. Đây. Thì bây giờ thầy sẽ nhấn vào cái nút ô vuông, hình vuông bên cạnh các bạn, thì nó sẽ kích hoạt cái camera này các bạn. Kích hoạt camera nha. Bây giờ thầy chỉ cần là rọi cái camera vào một cái góc ở đó trong nhà thôi. Đó là nó sẽ đặt cái tủ trong đó. Đó là nó cho biết là kích thước là tương quan là bao nhiêu luôn anh. Đó, mình có thể xoay chuyển ở đâu tùy mình. Ví dụ như thầy có thể xoay màn hình ở đây để bạn thấy được cái tủ này trong cái điện thoại này. Đó, thì nó hơi khó thấy à. Các bạn có thể làm thử nha, các bạn làm thử. Các bạn lấy điện thoại xong rồi mình chọn một món nội thất ở đó. Rồi mình quay cái góc ở trong nhà mình thì mình đặt nó được xuống luôn ha.
những cái tủ thì nó hơi to, các bạn chọn cái ghế này nó nhỏ hơn, mình sẽ dễ dàng đặt nó một nơi nào đó. Khi mà các em vào bằng điện thoại ha, thì cái cam nó tự nó kết nối luôn à, ở trên cái màn hình đó nó sẽ có một cái dấu hình vuông nhỏ nhỏ phía dưới này nè, các bạn thấy nhỏ nhỏ phía dưới này nha, và thấy hình vuông, và bạn nhấn vô cái dấu hình vuông á là nó sẽ mở luôn camera lên đó, là chúng ta chỉ cần lấy điện thoại này, cái camera mình đưa vào cái chỗ nào mình muốn đặt cái nội thất đó trong nhà à, thì nó sẽ hiện lên luôn nha. Nó có nhiều kích thước thì các bạn có thể chọn kích thước nhỏ nhỏ thôi, nó dễ hơn. Nếu không gian của chúng ta nhỏ ha, tại vì là nó mô phỏng theo không gian thật luôn. À, nó có dấu hình vuông, hình lập phương á, ở một cái góc cạnh đó nha. Các bạn cứ nhấn vô cái dấu đó là camera ra được kích hoạt. Nhà mình muốn kê một cái mẫu sofa nhưng mà mình không biết là thấy vào cái nhà mình như thế nào á, rất là dễ, mình vô mình chọn cái mẫu đó, sau đó mình nhấn để quét nè, không gian nó phải đủ rộng nha. Thì nó mới lốt ra được để chúng ta để. Các em cứ thử đi ha, mình trải nghiệm. Công nghệ AR nha các bạn. Bây giờ chúng ta đi thêm một cái công nghệ mới nữa. Thật ra như thầy nói là cũng không có gì mới mà. Trên thế giới người ta đã làm và đã phát triển từ lâu rồi. Và ở Việt Nam chúng ta thì chưa có nhiều điều kiện ha.
và chúng ta chưa có nhiều cái dịp để chúng ta tiếp xúc. Đó, chúng ta người ta bây giờ sẽ kết hợp giữa video 360 và công nghệ thực tế ảo. Đa phần là người ta kết hợp những lĩnh vực như là xây dựng này các bạn, lĩnh vực bất động sản, lĩnh vực du lịch, nhất là trong cái thời kỳ dịch vừa qua. Ví dụ như người ta đi mua nhà đi, hoặc là người ta đi du lịch, người ta đi du lịch sẽ có cái cảm xúc, người ta còn phải tới cái nơi đó, chúng ta ăn cái món ăn đó, cái thật quý đó. Nhưng mà đi mua nhà hay là khác, ví dụ như ngày hôm đó chúng ta muốn đi xem cái nhà mẫu nhưng mà không đi ra ngoài được thì sao? Bây giờ chúng ta sẽ ứng dụng một công nghệ là video 360 để mình quan sát thật kỹ. Thì cái này là không phải là ứng dụng nha em, cái này là của cái trang này thôi. Cái trang này là trang bán nội thất và người ta tạo ra cái chức năng này trên cái web để khách hàng người ta dễ hình dung, chứ không phải là ứng dụng, nó chỉ được sử dụng trên trang này thôi, chứ không phải là cái gì mình cũng làm được nhé. Rồi bây giờ là chúng ta tới với cái tương tác với video 360 ha. Ở đây giới thiệu cho bạn một công ty người ta thực hiện dự án này là Star Global 3D, một công ty nếu như bạn theo dõi sách tăng thì sẽ thấy nha. Thì trong ba công ty này là gì? Là người ta sẽ tạo ra những cái gọi là mô phỏng những cái tái hiện lại cái không gian đó một cách chân thật nhất luôn. Thì chúng ta phải xem một số cái dự án mà người ta đã làm này các bạn. Ví dụ như chúng ta có là những cái showroom tương tác thông minh này, những cái nhà máy du lịch, di sản. Chúng ta phải coi ví dụ như là về du lịch đi. Các bạn thì đều đã vào Hồ Chí Minh để mà chúng ta học tập, chúng ta làm việc đúng không? Nhưng mà cũng chưa chắc rằng là tất cả các bạn đều đã đi được những cái nơi nổi tiếng ha, những cái danh lam thắng cảnh, những cái lịch sử. Thế thì bây giờ ví dụ như không qua cái công nghệ này á, chúng ta có thể dễ dàng mình ngồi ở nhà mình vẫn có thể khám phá được một số cái địa điểm ha, những địa điểm nào đã được người ta đưa lên trên cái hệ thống này thôi. Dù ở đây thì chọn một cái đi, thì đưa các bạn qua. Về du lịch, thông minh. Ví dụ giờ các bạn muốn đi chỗ nào, chúng ta đi qua bảo tàng hoặc là đi qua ủy ban nhân thành phố này Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đó. Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan hành chính của Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một tòa nhà được xây dựng từ năm 1898 và hoàn thành năm 1909 do kiến trúc sư Gas thiết kế, mô phỏng theo kiểu ba tháp chuông ở miền Bắc nước Pháp. Tòa nhà là một trong những kiến trúc biểu tượng của thành phố, gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ công dân. 30 mét mặt tiền thể hiện phong cách kiến trúc với các chi tiết nổi bật như tháp chuông, cột Hy Lạp, tràng hoa, huy hiệu. Hiện nay, phía trước của tòa nhà là bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường đi bộ Nguyễn Huệ, với độ dài 640 mét trải rộng tới bến Bạch Đằng. Quảng trường Nguyễn Huệ được xem là công trình đẹp và hiện đại bậc nhất Việt Nam, địa chỉ 86 Lê Thánh Tôn, phường Bạch Đằng, quận 1. Rồi mình quay về Độc Lập này các bạn. Dinh Độc Lập, Dinh Độc Lập tên gọi trước đây là Dinh Norodom, ngày nay còn gọi là Dinh Thống Nhất hay Hội trường Thống Nhất, là một công trình kiến trúc, tòa nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, đây từng là nơi ở và làm việc của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Hiện nay, Dinh đã được Chính phủ Việt Nam xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt,
Công trình này được xây cất trên một diện tích rộng 12 ha, bao gồm một dinh thự lớn với mặt tiền rộng 80 m, bên trong có phòng khách chứa 800 người và một khuôn viên rộng với nhiều cây xanh và thảm cỏ. Dinh Độc Lập được xem như là nơi chứng kiến chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam Việt Nam và thống nhất đất nước. Di tích lịch sử Dinh Độc Lập được xếp hạng là một trong 10 di tích quốc gia đặc biệt đầu tiên của Việt Nam. Hiện nay dinh lưu giữ nhiều hiện vật lịch sử có giá trị, địa chỉ 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1. Bạn thấy này nha, ở trong trung tâm thành phố chúng ta có một mảng xanh khá là rộng này các bạn. Ở đây là đường Lê Dũng nè, đây là cái công viên, cái này là cái nơi các bạn hay đi uống cà phê bệt á, cà phê buổi sáng ha. Ở đây là nhà Đức Bà nè, ở đây là Diamond Plaza này các bạn. Đi qua đây chúng ta có Vincom này các bạn, có Bitexco này. Chúng ta vào trong này. Dinh Độc Lập, Dinh Độc Lập tên gọi trước đây là Dinh Norodom, ngày nay còn gọi là Dinh Thống Nhất hay Phòng Trực Chiến của Tổng thống, là nơi Tổng thống làm việc khi xảy ra biến cố nghiêm trọng. Hệ thống điện đài vô tuyến đặc biệt để Tổng thống điều hành tác chiến, liên lạc trực tiếp đến Đại sứ quán Hoa Kỳ, Bộ Tổng tham mưu, tướng lĩnh ở các vùng chiến thuật. Trong phòng có nhiều bản đồ giúp Tổng thống theo dõi, đánh giá tình hình và có những quyết định kịp thời. Từ trái qua phải có bản đồ hành chính và dân số Nam Việt Nam. 1. Bản đồ tình hình quân sự tổng quát Nam Việt Nam. 2. Bản đồ Đông Nam Á. 3. Bản đồ vị trí quân giải phóng ở Nam Việt Nam. 4. Bản đồ vị trí quân đồng minh ở Nam Việt Nam. 5. Ngay sau ghế tổng thống là bản đồ phân vùng chiến thuật ở Nam Việt Nam. 6. Bản đồ chi tiết 4 vùng chiến thuật. 7. Bản đồ phối trí ban liên hiệp quân sự hai bên và Ủy ban quốc tế kiểm soát giám sát thi hành hiệp định Paris 8. Các bạn lớp mình đã có bao nhiêu bạn vào Dinh Độc Lập rồi? Đây là dưới tầng hầm Dinh Độc Lập nha các bạn. Dinh Độc Lập thì nó có tới 2 tầng hầm. Các bạn nào đi Dinh Độc Lập chưa? Hay là chưa bạn nào đi Dinh Độc Lập ha? Ví dụ mình qua một phòng khác này, dưới tầng hầm luôn. Phòng tham mưu tác chiến, đây là phòng thu nhận tin tức quân sự từ 4 vùng chiến thuật. Thông qua hệ thống bản đồ tác chiến, bộ phận tham mưu cập nhật, theo dõi và đề xuất triển khai các kế hoạch hoạt động quân sự, bản đồ Việt Nam. Một đất nước bị chia cắt tại vĩ tuyến 17 theo Hiệp định Geneva 1954, phía Bắc là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, phía Nam là Việt Nam Cộng Hòa. Bản đồ miền Nam Việt Nam 2 dùng để theo dõi căn cứ địa cách mạng qua các khối màu cam và đường mòn Hồ Chí Minh, những tuyến đường chi viện cho lực lượng kháng chiến miền Nam. Dữ liệu này do Không Ảnh cung cấp, được kiểm chứng qua mạng lưới tình báo của chính quyền Sài Gòn và Hoa Kỳ. Bản đồ miền Bắc Việt Nam 3 thể hiện phòng Khánh Tiết, phòng có sức chứa 500 người để tổ chức các cuộc họp. Chiêu đãi, lễ ra mắt nội các, 19:30 ngày 21 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đọc diễn văn từ chức trong hơn 2 giờ, phân tích nhiều về tình hình và những khó khăn của chính quyền Sài Gòn. Trước việc Hoa Kỳ từ chối cấp bổ sung viện trợ quân sự, Phó Tổng thống Trần Văn Hương lên thay đã hứa sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, nhưng chỉ được một tuần cũng phải từ nhiệm vào tối 28 tháng 4 năm 1975. Đại tướng về hưu Dương Văn Minh lên thay, trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện chính quyền cách mạng. Tháng 11 năm 1975, tại đây diễn ra hội nghị hiệp thương chính trị bàn các vấn đề thống nhất hai miền Nam Bắc. Hiện nay, phòng vẫn được sử dụng cho các cuộc họp quan trọng của nhà nước Việt Nam. Các bạn biết là đây là bức tranh gì không các bạn? Đây là gọi là Quốc Tổ Hùng Vương ha, hay là Vua Hùng các bạn. Thì bạn nào có thời gian có thể đi vào Dinh Độc Lập này nha, để tìm hiểu về một cái giai đoạn lịch sử của đất nước, cũng như là trong này có nhiều cái view chụp hình rất là đẹp các bạn. Phòng khách của Tổng thống, nơi tiếp khách của Tổng thống gồm hai phòng thông nhau. Trong phòng đầu tiên, ghế của Tổng thống được đặt cao hơn các ghế khác, phía sau là tấm gỗ lớn tượng trưng cho quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, đối diện ghế Tổng thống là ghế của thượng khách, cả hai ghế này đều được chạm đầu rồng. Những ghế còn lại chạm đầu phụng hoặc chữ thọ dành cho thư ký và phụ tá. Phòng bên cạnh bài trí đơn giản hơn, các ghế đặt ngang bằng nhau, hai tủ sơn mài Mai Lan, khúc trúc do trang trí ra Nguyễn Văn Chiêm thực hiện năm 1966, từ 19 đến 23, tháng 10 năm 1972. Tại đây, Henry Kissinger, cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ đã có 6 cuộc họp với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, nhằm thuyết phục chính quyền Sài Gòn ký vào hiệp định chấm dứt chiến tranh, nhưng không đem lại kết quả. Hiệp định được ký vào tháng 1 năm 1973. Tại Paris.
Đó, thì ở đây là một cái ứng dụng các bạn. Bây giờ để cho các bạn có thêm những cái góc nhìn nó đa dạng hơn, thầy chia sẻ cho các bạn thêm một cái doanh nghiệp người ta cũng làm công nghệ VR 360, kết hợp giữa video 360 với thực tế ảo đó ha. Gia Huy em có câu hỏi. Thì là công ty via360.com.vn. Thì chúng ta cũng đi tham quan những dự án mà công ty đã làm này nha các bạn. Ví dụ như bây giờ mình muốn đi du lịch quá nhưng mà mình không sắp xếp được thời gian, mình không có đủ chi phí thì mình làm sao? Mình cũng mong muốn mình khám phá đây đó, thì các bạn có thể lên cái trang này nha. Ví dụ như bây giờ chúng ta muốn đi Hội An đi thì mình làm sao? Đó, các bạn nhấn vô đây tham quan Hội An này nha. Đó. Thì ở đây á, nó là video 360. Còn nếu như bạn có cái kính nữa đó, thiết bị hồi nãy thì bạn có thể xem y như là thực tế luôn nha các bạn. Đeo kính vào và kết nối với nó mở khi dùng VR các bạn. Thì cái đây nó kết nối được với cái kính của Facebook của các bạn. Và các bạn y chang như là đang đi du lịch đúng không? Thực tế luôn. Ví dụ bây giờ Hội An thì như thầy cũng đã đi nhiều lần rồi, thì chúng ta đi tham quan cái chùa cầu. Chùa cầu các bạn, tại sao gọi là chùa cầu? Bởi vì cái chùa mà nó bắc qua một cái con lạch nhỏ giáp một cái cầu, người ta gọi là chùa cầu thôi. Đây là đi qua cầu này các bạn, nhưng mà cái chùa này nằm ở đâu? Cái chùa này nằm ở chính giữa cầu này nha. Đó, chúng ta đi tới đây này, đó, cái này nó mô phỏng giống như bước chân luôn này các bạn. Cái chùa nằm đây nha, đây là cái chùa. Nhưng mà thật ra trong cái này không phải là thờ Phật các bạn ha, thờ một vị thần thôi. Nhưng mà mình là hay quen gọi những kiến trúc như thế này là chùa, cho nên gọi lâu nó trở thành một cái tên luôn là chùa cầu ha. Thì thầy cũng đi Hội An cũng nhiều lần rồi, nhưng mà đa số chỉ đứng ở ngoài nhìn vô thôi các bạn. Tại vì sao? Tại vì khách du lịch người ta đứng ở ngoài rất là đông, mình rất là khó để mình chen vô trong đây. Nhưng mà nhờ ứng dụng này ha, thầy đã biết được là bên trong này có cái gì rồi. Ví dụ như những cái này là chưa bao giờ thấy được nếu mà chỉ đứng ở ngoài. Còn ở bên trong nó còn có một cái lối đi nhỏ nhỏ này các bạn, phía sau cái gian thờ này ha. Đó, mình thấy chứ còn thông thường đó, người ta đứng ở ngoài thì rất là đông, rất là khó chen chân vô chụp hình, đó là chỉ toàn dính người thôi các bạn. Mình thấy là người ta đứng ở ngoài người ta chụp hình được rất là nhiều. Đó thì ở trên cái chữ này là gì? Là chữ Lai Việt Kiều ha. Thì du lịch đi ra như thật luôn các bạn. Giờ chúng ta đi hết rồi, chúng ta đi ra ngoài đường luôn. Đó thì cái này là phố cổ Hội An nha các bạn. Ví dụ như mình đi tham quan được điểm này rồi, mình đi qua một điểm khác. Rồi này, ví dụ như bài đầu mình nhấn là View in VR này. Đó thì nó hiện ra, các bạn giờ kết có cái kính mà Meta Quest 2 giống như hồi nãy chúng ta xem đó, là nó
y chang như là mình có mặt ở đó luôn các bạn. Ví dụ như mình không thích tham quan địa điểm này nữa, mình đi di chuyển qua địa điểm khác. Chùa Cầu. Chùa Cầu nằm tiếp giáp đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Trần Phú, Hội An, còn được gọi là Cầu Nhật Bản, là công trình do các thương gia Nhật Bản buôn bán tại Hội An xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ thứ 17, cách đây hơn 400 năm. Trải qua biến cố thăng trầm của thời gian, công trình vẫn lưu giữ những giá trị to lớn về kiến trúc, văn hóa, lịch sử, thể hiện sự kết nối giữa các cộng đồng cư dân Việt, Nhật, Hoa tại thương cảng Hội An xưa. Là tài sản vô giá của các thế hệ người Hội An, là biểu trưng văn hóa kiến trúc của thành phố Hội An. Cây cầu có mái che với lối kiến trúc khá độc đáo, ở giữa là lối qua lại kiểu cầu vòng, hai bên có hành lang hẹp, xưa dùng làm nơi buôn bán nghỉ mát. Mặt chính phần chùa hướng ra bờ sông Hoài thơ mộng, gọi là chùa, tuy nhiên cư dân lại thờ thần Bắc Kế Trấn Võ, vị thần gắn liền với chức năng trị thủy, đem lại cuộc sống an bình, mưa thuận gió hòa cho các cộng đồng cư dân. Chùa và cầu đều làm bằng gỗ, sơn son và chạm trổ nhiều họa tiết rất công phu, hài hòa. Hai đầu cầu có hai cặp tượng gỗ, một đầu là tượng chó, một đầu là tượng khỉ, với nhiều kiến giải độc đáo của cư dân địa phương. Năm 1719, nhân một lần tuần du đến Hội An, chúa Nguyễn Phúc Chu đã ban tặng ba chữ Lai Viện Kiều. Với hàm ý cầu đón khách phương xa, ngày nay vẫn được đặt trang trọng ngay lối ra vào phần chùa. Di tích chùa Cầu được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1990. Hiện nay, chùa Cầu là điểm tham quan không thể thiếu của bất cứ du khách nào khi đến với phố cổ Hội An. Rồi, bây giờ chúng ta đi qua một cái chỗ khác các bạn ha. Ví dụ ở Hội An có một đặc điểm là có nhiều cái nhà cổ. Ví dụ như chúng ta vào nhà cổ Tấn Ký đi, một cái ngôi nhà rất là nổi tiếng. Tấn Ký là tên của một gọi là một nhà gia, cổ một Tấn Ký. Dân, các bạn, một trong hơn 1.000 nhà cổ hiện nay ở đô thị của Hội An, nhà cổ Tấn Ký số 101 đường Nguyễn Thái Học nổi tiếng với du khách gần xa với các giá trị về lịch sử văn hóa, về kiến trúc và cả mỹ thuật điêu khắc gỗ. Nhà cổ Tấn Ký là nhà cổ đầu tiên tại Hội An được công nhận di tích quốc gia năm 1985 và được xếp vào loại hình di tích đặc biệt theo đánh giá của Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An. Chủ nhân ngôi nhà cho biết công trình được xây cách đây 200 năm với lối kiến trúc nhà ống tiêu biểu, bên trong chia thành nhiều gian với các công năng kết hợp của một hiệu buôn và một ngôi nhà ở như hầu hết các công trình nhà dân dụng khác trong phố. Tấm biển hiệu buôn Tấn Ký được treo ở phía trên ngoài cửa đi vào có từ đời ông tổ của chủ nhà, là một minh chứng cho thời kỳ buôn bán phát đạt của gia đình. Ngôi nhà có hệ vì kèo đa dạng cùng các đồ án trang trí cầu kỳ, đẹp mắt, có sự kết hợp các lối kiến trúc Việt, Nhật, Hoa do các nghệ nhân từ làng Mộc Kim Bồng tạo tác. Đó, giờ chúng ta vô trong rồi các bạn. Đây là tổng thể của nhà nha, đó mình đi vô, mình đi bước vô nè, đây bước nè, đó, mình đi thăm từng gian nhà ha. Thì nhà đây đã có mấy trăm năm lịch sử rồi các bạn. Nhưng mà cái điều đặc biệt thì bạn biết không, là cái nhà này cổ nhưng mà nó đã truyền qua nhiều đời ha, và cái đời hiện tại á, hậu duệ của ông cụ Tấn Ký người ta vẫn còn ở trong ngôi nhà này nha các bạn. Nhưng mà người ta cũng hợp tác với nhà nước để người ta khai thác du lịch để chúng ta biết thêm về lịch sử của đất nước. Thì đây là những cái đồ hiện vật, đồ cổ ha của gia đình họ. Đó, thì trong cái nhà này tại sao là nó nổi tiếng ha? Tại vì người ta nói là có một số cái hiện vật á, là nó chỉ có ở đây thôi, nó không có ở bất kỳ đâu nữa. Ví dụ như một số cái đồ gốm này các bạn. Khi mà bạn tới đây thì bạn sẽ được giới thiệu về những cái đồ gốm này nha, là gọi là cái chén Khổng Tử các bạn. Hầu như là người ta nói là chỉ ở đây mới có cái đặc trưng đó. Đây là ông cụ, là một cái nhà buôn, giờ người ta gọi là doanh nhân ha. Đó, chúng ta ra một cái khoảng sân trời này, thì những hướng dẫn viên á, người ta thường hay đứng đây để mà chia sẻ này, người ta có giới thiệu chúng ta một số cái đồng xu may mắn ha, có thể mua về làm lưu niệm. Xu này là theo bán theo tuổi ha, mình tuổi gì mình mua con đó. Ở đây là có cái cầu thang này các bạn, chỗ này nó có cái chữ là gì, là
của khách là tham quan ở dưới thôi, kiểu như vậy ha. Còn ở trên là khu ở của gia đình đó, người ta vẫn ở phía trên nha các bạn. Đó là vẫn có cái lầu ở phía trên này đó, đi vào gian sau. Thì cái nhà này nó có một cái kiến trúc là gọi là nhà ống đó các bạn, là phía trước là mặt đường ha, còn phía sau mở cửa sau đi ra ngoài chỗ này á, là sẽ thấy con sông Hoài rất là thơ mộng. Thì bạn thấy rằng là gì, với bây giờ đó, với cái công nghệ 360 thì chúng ta thấy được là toàn cảnh luôn, giống y chang như là mình đang đứng ở đó, chứ nó không chỉ là những hình ảnh như hai chiều trước đây. Và nếu mà chúng ta có cái kính kết hợp VR nữa đó, thì thật sự là mình như đang đi dạo trên phố Hội An luôn các bạn ha. Đó. Mình kết hợp hai công nghệ lại với nhau. Đó, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm trên cái web này nha. Thì bản thân thầy thấy cái này cũng rất là thú vị. Tại vì cái nhiều cái mà cho dù mình đã đi qua rồi nhưng mà mình không có thời gian hoặc là mình chưa có xem xét kỹ thì mình lên đây mình lại có được những giá trị đó. Mà ngồi ở nhà thôi, không cần phải đi đâu xa hết. Và cái phần cuối cùng trong ngày hôm nay chia sẻ với các bạn đó là nội dung trong bài lab số 3, đó chính là làm một cái mã QR code. QR nó viết tắt của chữ Quick Response là mã đáp ứng nhanh. Ngày hôm trước đó, là chúng ta có cái nội dung về xây dựng một cái mobile app, tức là làm trên thiết mạng. Thì các bạn về nhà thảo luận cùng với nhóm ha, để chúng ta chia ra mỗi bạn làm 10 cái. Bây giờ tiếp theo cái bài ngày hôm nay là xây dựng một cái mã QR code. Thì mỗi bạn lựa chọn một cái sản phẩm ở trên website của mình nha, và chúng ta tiến hành tạo mã QR cho cái đường link tới sản phẩm đó. Và tiếp theo bài 34 thì sẽ là nội dung của ngày hôm sau nha các bạn, là ngày thứ hai chúng ta sẽ học. Như vậy là chúng ta sẽ xong luôn lớp số 3. Bây giờ thầy hướng dẫn cho bạn làm bài số 2 trước ha. Thì có rất nhiều cái công cụ giúp cho chúng ta tạo được một cái mã QR. Và như trong bài ha, thầy sẽ lấy luôn cái công cụ mà được giới thiệu trong bài, đó là QR Code Monkey. Thầy gửi cho bạn được link. Thì thực tế đó, các bạn có thể làm bằng bất kỳ cái công cụ gì nha. Các bạn làm bằng tool gì cũng được, miễn là ra cái code được rồi, thì không cần các bạn phải làm bằng công cụ này. Và sau khi các bạn làm xong á, các bạn dán cái code này vào trong cái bài lát tay quật thôi, thì thầy sẽ lấy cái điện thoại thầy quét thử nha. Nếu mà thầy vào được cái trang sản phẩm mà các bạn đăng ký thì sẽ có điểm, còn nếu không thì thôi. Thì bây giờ mình làm sao? Thì đầu tiên á, các bạn cần phải chọn được cái sản phẩm mình sẽ làm. Thì lấy ví dụ như thầy chọn một cái sản phẩm của thằng Facebook hồi nãy đi ha, thì bắt cái đường link vô đây nha các bạn, có bị bắt đường link vô đây là sẽ có một do URL. Thì khi mà người ta quét cái code này sẽ dẫn tới cái đường link này, nó mở ra cho điện thoại của họ luôn. Thì các bạn, mỗi bạn chọn một cái đường link khác nhau trên website của mình nha, nhớ là website của nhóm mình. Sau đó thì các bạn sẽ đăng ký cho cái code này. Thì bạn có thể chọn màu đơn sắc, hoặc là mình chọn màu nó đổ từ màu này sang màu kia, gradient đó các bạn, giống như các bạn đã học ở trong Photoshop hay rồi nha, chuyển màu. Ví dụ như ở đây thì có thể chọn màu da cam. Rồi mình chọn thêm một cái màu của tông FPT đi, đó là màu xanh này nha. Thì bạn lưu ý nha, bạn chọn màu nào cũng được, nhưng mà cần phải tương phản với cái nền. Ví dụ cái nền này là nền màu trắng này các bạn, thì bạn phải chọn cái màu làm cho nó nổi bật những cái tiếng này lên. Nếu như bạn chọn những cái màu mà nó gần giống cái nền quá,
thì ở đây nó sẽ thông báo là vậy bạn, warning nha, là nó không nổi bật, dẫn tới cái chuyện là bạn quét á, nó không chính xác được, tại vì nó mờ quá, cho nên bạn phải chọn những cái màu nó phải nổi bật so với màu này, nghĩa có độ tương phản cao á. Còn nếu mà bạn chọn chi tiết màu trắng thì bạn chọn nền màu đen đó, bạn chọn chi tiết màu trắng thì bạn chọn nền màu da cam, ok, là nó phải có sự tương phản màu trắng. Rồi sau đó thì bạn có thể thêm cái logo, bạn thêm logo gì cũng được ha, bạn có thể tải từ máy bạn lên thêm logo của giống mình. Ở đây thì chọn cái logo Facebook thì cho nó nhanh ha. Đó, bạn có thể chọn là nó có để cái nền làm sao hay không, ví dụ như bỏ luôn cái nền đó thì mình sẽ tích vô đây. Rồi tiếp tục là chúng ta chọn những họa tiết. Thì thông thường mình thấy rằng là QR code nó hay họa tiết là hình vuông đúng không? Bây giờ chúng ta không có hình vuông nữa, ta chọn những cái hình thù khác được luôn. Chọn cái nào mình ưng ý là ok. Chọn cái nào cũng được ra trong số cái này. Sau khi mà mình chọn xong á thì mình nhấn create QR code. Đó, thì đây á các bạn thấy được ha, là một cái mẫu QR code mới. Thì các bạn làm tiếp theo là gì? Tải về download PNG nha. Rồi chèn cái file đã tải về đó vào trong cái file Word. Đó, các bạn lấy cái hình này bạn dán vô cái file Word là được ha. Sau đó thầy lấy điện thoại để quét. Nếu mà vô được thì có điểm. Thì bạn thấy rằng là gì? Cái bài này là được 2 điểm nha. Chúng ta làm chưa tới 5 phút nữa. Nhưng mà cái bài làm Figma đó, cái bài làm app nó khó hơn, nhưng mà nó 4 điểm thôi. Cho nên bạn thấy rằng là gì? Điểm là được chia đều ha. Để cho các bạn là điểm dễ cũng có được ha, mà cố gắng thì cũng có được điểm nha. Thì như vậy á, tới cái ngày hôm nay á là các bạn đã có thể là hoàn thành xong luôn cái chương số 3 trong phần mình rồi ha. Phải review lại cái chương số 3 cho các bạn. Rồi em nói đi Huy. Một sản phẩm thôi, mỗi em tạo một sản phẩm một đường link là được ha. Chủ yếu là để mấy em biết tạo thôi, chứ mình tạo một cái mà tạo trăm cái cũng chỉ chăng nha. Rồi thầy chia sẻ cho các bạn về cái assignment chương 3 nha. Các bạn cố gắng là mình hoàn thành trong cuối tuần này. Tại vì sao? Chúng ta học tới bài 6.1 rồi, thì như vậy chúng ta chỉ còn 5 bài nữa là kết thúc môn, 5 bài nữa các bạn, và chúng ta sẽ thi vào đầu tháng 3 thôi, đâu đó còn khoảng 20 ngày nữa. Thì giai đoạn cuối môn á, là nó deadline của rất là nhiều môn học chứ không phải riêng môn này, để hiểu điều đó, cho nên là các bạn nên chúng ta triển khai làm từ từ để tránh tới cái giai đoạn cuối môn mình mắc nhiều việc, dẫn tới là không có thời gian ha. Thì chương 3 trọng tâm của nó là thực hành, nó khác với chương 1, chương 2 là lý thuyết nhiều.
để thực hành chương 3 trên tinh thần mà thầy đã nói là chúng ta ghép từ 15 cá nhân vào. Như vậy các bạn cũng không cần phải tốn sức nhiều ha, làm một lần mà có hai cục điện. Thì cái chỗ này cần phải làm là gì? Là làm hành trình người dùng. Thì trong bài lab số 1 các bạn đã làm cái hành trình cho những công ty lớn, mình dễ nhận hỏi ha, thì mình sẽ áp dụng vô trong công ty của mình. Mình xem thử là hành trình của mình phải tối ưu như thế nào để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng tốt nhất, ứng với từng giai đoạn, thông qua những kênh gì. Sau đó chúng ta tới cái phần chọn KPI, thì cái này làm lý thuyết thôi. Chúng ta bạn lập lại cái bài online môn đó, mình chọn những cái chỉ số mà mình sẽ theo đuổi trong cái dự án này. Đó là trường app demo ha. Thì cái này như thầy đã nói, mỗi bạn làm 10 cái, nhốt bao nhiêu bạn thì nhân lên, lấy từ bài lab vào, không cần phải làm mới, coi như là vừa làm bài lab vừa làm bài assignment luôn. Rồi email marketing cũng vậy, mỗi bạn gửi một cái mail rồi dán nó vào đây. Bài lab thì các bạn đã làm rồi, bài lab số 2 bây giờ chúng ta đưa qua đây thôi. Và SMS thì các bạn chỉ cần gửi một tin nhắn duy nhất, tin nhắn văn bản, chụp màn hình để dán vào, và sau đó thực hiện cái chiến dịch nêu ra các cái bước là được ha. Như vậy chúng ta đã xong cái phần chương số 3 rồi đó các bạn. Còn chương 4 là chúng ta sẽ được học vào ngày hôm sau nhé, là học về các công cụ phân tích xu hướng lắng nghe xã hội. Trong bài thứ hai sắp tới là chúng ta học luôn bài này, là xong cái chương số 5 luôn, trong xong chương số 4 luôn. Còn chương số 5 á, nó chỉ là Google Analytics và Google Search thôi. Thì bởi vậy chúng ta tranh thủ làm được những phần mà mình đã học, để cho môn học này nó kết thúc và sớm, và chúng ta có thời gian ôn bài để thi cuối môn nhé. Đó, thì các bạn nào có câu hỏi, có thắc mắc gì về bài ngày hôm nay, nói chung là một bài lý thuyết thôi, chia sẻ các bạn những cái kiến thức kinh nghiệm về những công nghệ mới. Thì trong đó các bạn cần phải học thuộc, phải nhắc trước luôn, đó là về khái niệm công nghệ AR, công nghệ VR, cũng như so sánh sự khác nhau của hai công nghệ đó, thì nó sẽ có trong phần thi cuối môn nha các em. Đó, AR là gì? Virtual Reality, hay là Augmented Reality, hai cái đó nó khác nhau như thế nào? VR, công nghệ thực tế ảo, là nó ảo hóa hoàn toàn không gian xung quanh ta, và nó cần phải có sự hỗ trợ của thiết bị. Thiết bị đó nó có tác dụng là nó ngăn cách đôi mắt của chúng ta với không gian thực tế, và nó đưa chúng ta vào một cái môi trường được ảo hóa để mà chúng ta có thể là theo dõi, chúng ta có thể tương tác được, thì cần phải có những cái cảm biến ha, để nó đưa chúng ta vào trong một trường ảo một cách hoàn toàn. Còn với AR, AR thực tế ảo tăng cường, thì nó đơn giản hơn về mặt thiết bị. Chúng ta chỉ cần có những cái điện thoại ha. Tại vì sao? Tại vì trong thực tế ảo tăng cường là nó chỉ tăng cường yếu tố ảo vào trong thực tế thôi, cho nên là không cần phải tốn quá nhiều phần cứng để mà nó tạo ra được môi trường đó. Thì các bạn trình bày rõ ràng và trình bày đúng những cái ý như vậy là ok. Đó, thì mình nhắc lại nha, trong bài này các bạn làm nhớ được hai cái đó. Sau đó là các bạn làm được cái QR code trong bài lab nha, là trong trọng tâm của bài này. Các bạn có câu hỏi, có thắc mắc thì các bạn cứ chia sẻ ha, thầy sẽ hỗ trợ, thầy sẽ giải đáp cho các bạn.
hôm nay là lớp chúng ta đi học đầy đủ hết, thì các bạn cố gắng chúng ta duy trì tiếp tục cái sự chuyên cần này cho tới cuối môn nha. Từ đây tới cuối môn chúng ta chỉ còn có 2, 4, 6 buổi nữa thôi, tức là được 2 tuần nữa là mình sẽ kết thúc môn ở đây nha các bạn. Chúng ta sẽ thi vào ngày 27/2 nè, ngày 1/3 và ngày 3/3 nhé. Thứ tự thi thì nhóm 1, 2, 3 thì ngày đầu, 4, 5, 6 thì ngày thứ hai và 7, 8, 9 thì ngày thứ ba. Các bạn chuẩn bị dần là vừa. Thì nhìn chung á thì thầy thấy là qua cái hơn một nửa chặng đường thì lớp mình là có tinh thần khá là tốt ha. Các bạn cố gắng để mình hoàn thiện luôn cái bài tập cũng như là những cái yêu cầu còn lại cho mình sẽ minh để chúng ta hoàn thành môn này được thật tốt. Nếu như mà trong cuối tuần các bạn có câu hỏi, có thắc mắc gì, có những cái bài nào mình có thấy khó khăn, các bạn có thể liên hệ với thầy để thầy hỗ trợ hướng dẫn cho các bạn.